thì em cũng ăn cái mà, nhưng mà có bị đau đâu. Hôm nay á, em ăn nhiều kẹo bắt đầu á, các cái mảng bám nó bám càng nhiều hơn, mới khiến con sâu nó đục răng của em đấy. Em Sam đâu, mang bộ đồ khám bệnh đây, để chị kiểm tra xem răng em Cam có nhiều sâu không. Đồ khám bệnh tới đây, đồ khám bệnh tới đây. Con phải há mồm tôi ra, há tôi như thế này này. Rồi, bây giờ em Cam há mồm to này, kiểm tra nhá. À, nào, há to mồm to ra nào. Ui dồi ôi, này các bạn ơi, ăn kẹo nhiều còn nấm cả lưỡi đây này. Bao nhiêu con vi khuẩn đang bám ở lưỡi em Cam đây này. Khuẩn ở trong răng này. Ui, em Cam sao lại cắn vào cái cột răng của bác sĩ vậy? Há mồm to ra, không được cắn vào như thế. Này, há to ra để bác sĩ nhìn ra này. Không được cắn vào cái này. Bây giờ chị sẽ chụp răng em Cam nhá. Ui chà, nhìn này, khi mà chụp răng em Cam nó hiển thị lên màn hình này. Đây là sâu luôn. Một con sâu này, hai con sâu này, cái răng này bị thủng này, cái răng này thì ăn ấy, đỏ lừ rồi đây này. Đây cũng có rất nhiều các mảng bám. Răng em Cam bị như thế này là rất nặng rồi đấy. Em Cam cần phải đến gặp nha sĩ. Ôi em sợ gặp nha sĩ lắm. Nha sĩ sẽ dùng kim tiêm để tiêm, em sợ lắm. Ôi không, đến nha sĩ á, không hề đáng sợ như em Cam nghĩ đâu. Bây giờ chị sẽ cho em Cam á, chơi một trò chơi này để em Cam biết là đi gặp nha sĩ không hề đáng sợ. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ chơi trò chơi này nhá. Đấy, các bạn đang bắt đầu đi vào phòng khám đấy. Có cả bạn gái này, bạn nam này. À, nha sĩ đang ra này. Rồi, trước khi vào chúng mình phải chào bác sĩ nha các bạn ơi. Có ba bạn nhỏ đang chờ bác sĩ khám bệnh đấy. Ôi trời, bác sĩ tận em không khóc đâu. Đúng rồi, thế còn em Cam khi gặp bác sĩ thì em Cam có khóc nhè không? Không. Đúng rồi, thế còn các bạn nhà mình khi gặp bác sĩ có khóc nhè không? Bác sĩ có làm gì mình đâu mà mình phải khóc nhè nhỉ, đúng không? Đấy, em Cam ở trong game này là đang buộc hai cái búi tóc này. Bây giờ em Cam hãy chọn cho mình một chiếc kiếm đi nào. Chọn chiếc kiếm hoa đấy à. Rồi bây giờ ngồi nhá, bác sĩ sẽ bật đèn sáng lên để kiểm tra răng cho em Cam. Chúng mình sẽ chọn đồ nhá. Một cái bình xịt này, một cái kính lúp này, một cái máy khoan màu vàng này, một cái cần gạt lưỡi này, một cái máy đánh răng này, một cái máy xịt răng này. Đầy đủ đồ nghề rồi. Bây giờ bắt đầu vào khám em Cam nhá. Nào, em Cam há mồm thật to ra. Gấp một viên kẹo màu xanh cho vào cốc này. Đấy, ui dồi ôi, lại còn bao nhiêu đồ ăn thừa rất ở kẽ răng em Cam này. Gấp hết ra. Rồi bây giờ em Cam thử há mồm thật to, lè lưỡi ra để bác sĩ kiểm tra nào. Ui, lưỡi em Cam còn đầy thức ăn thừa luôn. Bảo sao mà em Cam không bị nấm lưỡi. Những con vi khuẩn rất thích ăn những cái món ăn này đấy. Rồi bây giờ để kiểm tra xem răng em Cam có cái nào bị sâu, bị hỏng không nhá. Ôi, phía bên tay trái này có một cái răng bị hỏng rồi. Bác sĩ sẽ dùng một cái khoan màu vàng để khoan cái răng này của em Cam nhá, thay thế vào một cái răng khác. Sau đó chúng mình sẽ dùng một cái chất, cái dịch gì màu xanh này, bôi vào cái răng mới này. Đi khám nha, chị không hề sợ chút nào. Vậy thì chị chen đuôi em đến gặp nha sĩ đi. Wow, một con robot Transformer to khổng lồ này. Ui, mắt nó còn đang phát sáng. Mắt phát sáng màu xanh luôn. Con này có thể biến hình được thành một chiếc xe, xong rồi phóng vù đi cậu ơi. Một chiếc xe màu vàng. Wow. Trên tay là hai khẩu súng đây này. Trong này là nhà. Không, trong này hình như là một cái màn hình chơi game cậu ơi. Phía dưới lại còn có hai khẩu súng rất là to luôn. Đây là khẩu súng laser đây. Súng laser á? Thế thì chúng mình thử chơi trò này đi. Ấn nút này này. Chơi không? Có chứ, cầm vào hai cái này. Đấy, mình sẽ chiến đấu với con robot kia thì phải. Ui chà, nó còn bắn robot này kìa. Còn quăng được cả một cái máy bay đi. Đây, chạy tới bắn cho. Bắn vào hết con robot xấu này đi cậu ơi. Chơi trò chơi này, nếu như chiến thắng, chúng mình sẽ được phần thưởng đấy. Đấy, những con robot này toàn từ những cái xe xấu biến thành đấy. Wow, quá nhiều robot luôn. Đang chạy trên đường kìa. Những chiếc xe ô tô chạy cũng rất là nhanh luôn. Tớ sẽ tiêu diệt hết những con robot xấu này. Ông có một đâu, chiến đấu đi. Ông có một đang xuất hiện rồi kìa. Đây, có những chiếc xe đang bắn theo này. Bùm 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 bùm. Oh,
Hình như đây chính là điểm yếu của hắn ta. Hai cánh tay và cái đầu. Cái chân kìa, tớ bắt vào chân kìa. Đánh cho một cái này. Robot vàng chính là robot của tớ đây cậu ơi. Bắn vào tay, bắn vào tay, bắn vào chân, bắn vào tay, bắn vào đầu. Yeah. Con robot người xấu kia bị hất tung rồi. Tiếp tục qua thứ này để tớ bắn, tớ bắn. Đây, robot của tớ đạp cho một cái này. Nhím ơi, lại đây mà xem. Tớ phát hiện ra có một cái sọ đầu lâu cực kỳ to luôn. Hai cái mắt cũng phát sáng như con robot vừa lúc nãy. Ui, trông nó còn chớp chớp kìa. Ui, sợ quá. Trò này sợ lắm, tớ phải đi chơi trò khác đây. Lại đây, trò này cũng có hai cái súng như hai cái loa vậy. Trò chưa này, nhiệm vụ của người chơi là phải làm gì vậy nhỉ? Đầu tiên là phải chọn sân chơi trước đã. Chọn sân nào bây giờ? Đây, có một con thỏ kìa. Hình như là nhiệm vụ của trò chơi này là săn những con thỏ người xấu, những con thỏ zombie. À, những con thỏ phá hoại à? Đúng rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1, go. Bắn ai bây giờ? Bắn đâu? Nhiều quá. Ai chà, con này nó còn dơ đây, nó định bắn tớ. Hình như là bắn con này. Một phát vào mặt này. Tiếp nữa. Ui, có những con thỏ đang chạy đến cắn cậu kìa. Ui. Bắn đi. Nhiều thỏ quá. Bắn chúng vào trang ơi. Tớ vẫn đang bắn đây. Yeah. Tớ cũng nhận được phần thưởng rồi này. A few moments later. Chiến thắng trò chơi robot. Được một con robot, nhưng mà con robot này chơi như nào thì Trang nhỉ? Nhím ơi, lại đây. Hey, you. Tớ đang chưa biết cách sử dụng cái con robot này của tớ đây này. Còn tớ, chiến thắng trò chơi ý, tớ được cái gì đây? Trông lạ thật đấy. Nhím ơi, lại đây, ngồi xuống đây chúng mình cùng bóc ra xem đi. Tớ nghĩ chắc chắn là khi mà chơi chiến thắng trò robot ý, thì sẽ được tặng một con robot. Nhưng con robot này, trông tớ kỳ lạ thật. Tớ chả biết chơi như nào cả. Của cậu được cái to như thế này cơ à? Đúng rồi. Cái này đầu này trông như đầu khủng long ấy. Nhìn này, răng dài chưa? Vật phẩm này của tớ hơi bị đẹp đấy. Để tớ thử bóc ra xem nào. Nhìn ngoài trông rất giống một chiếc súng. Không biết là súng bắn đạn sốt hay là súng bắn cái gì nhỉ? Ui, đây này, cái bạn châu chấu cũng thích chơi súng đây này. Không phải. Cái súng của tớ. Bạn châu chấu này màu nâu, trùng màu với cái màu này này. Thế là bạn ấy đang tìm chỗ ẩn nấp đây. À, hóa ra là tìm chỗ trốn à. Tớ phát hiện ra cậu rồi nha. Không trốn được đâu. Đây là một bạn châu chấu con đây. Châu chấu ơi, cậu đi chơi chỗ khác đi. Súng này là của tớ, không phải là của cậu đâu. Đấy. Cái súng khủng long này to, dài chưa này. Wow, ngầu nhỉ. Nhưng mà cậu chơi trò gì mà được súng ấy nhỉ? Tớ chơi trò săn thỏ zombie. Bắn thỏ á? Đúng rồi. Thế mà tớ không biết tớ chơi cái trò này có phải đã được cái súng to như này không? Chứ cái này của tớ nó bé tí tí tí. Nhưng mà cái súng này sao không có cò nhỉ? Cái cò của nó đâu? Làm gì có ấn được? Nó có cái lắp gì vậy? Alo. What? Hình như đây như kiểu là một cái nắp bồn nước ấy. À, tớ biết rồi, khả năng đây là cái súng nước rồi. Súng nước á? Mình sẽ phải cho nước vào đây cậu ơi. Và bắn là chỗ nào? Tớ vẫn chưa biết. Cái này này, à, để mở mồm con khủng long ra. Hình như đây cũng là cái chỗ mà phun nước luôn hay sao ấy. Vậy á, thế thì để chờ tớ, tớ đi lấy nước nhá. Cậu đưa đây. Here we go. 5 minutes later. Đây, tớ vừa lấy được một ít nước rồi. Nhưng mà vẫn còn ít quá. Lấy thêm cái chai nước này, đổ vào thêm này. Mình sẽ cho nước vào cái vị trí này nhá. Có vẻ đầy rồi đấy cậu ạ. Xoáy thật chặt, không là nước sẽ chảy mất ra đấy. Rồi, bây giờ gạt chân vào đây. Ui, nhìn tớ này. Wow, súng này hay nhỉ. Ui, con cực mạnh luôn. Để tớ xem nào, sức mạnh của nó thế nào nào. Ui. Mạnh thật đấy, nó còn đẩy được cả cái cốc nước đi cơ. Ô, nhưng Trang ơi, khi mà mình dựng đứng lên, cái nước của cậu nó bị chảy ra rồi này. Đúng rồi, cái nắp này nó không chắc chắn đâu. Cậu đừng dốc như thế, không cẩn thận nước
sẽ chảy hết ra ngoài đấy. À đúng rồi đúng rồi, mình phải vặn chặt vào, không thì nó tuột ra ngoài đấy. Đấy, cái này nó chả chắc gì cả. Có cái này mình có thể đi mình săn được mấy cái con vật ở xung quanh đây đấy cha. Mình sẽ đi bắt châu chấu bằng cái súng phun nước này. Nhiều châu chấu mới chuồn chuồn chưa. Một con châu chấu này, ui nhiều lắm cha ơi. Này nhím, cậu Quân, là cái súng này là của tớ à? Giả tớ đây. Tớ lại phải chơi cái này à? Cái này còn đã biết chơi như thế nào đâu. Cứ ấn ấn như này, đáng nhiên là nó phải có một cái luồng khí ở đây nó bay lên chứ nhỉ. What the hell? Cái này của cậu trông rất giống một cái tên lửa. Có cả cái gì đây? Oh, một cái lỗ này để nạp nhiên liệu à? À, tớ biết rồi. Cái này nó chưa có nhiên liệu, thế nên là nó chưa thể bay được lên trời cậu ơi. Thế bây giờ lấy nhiên liệu ở đâu nhỉ? Ồ, mở ra này. Nhiên liệu đấy. Đây trông giống như viên kẹo. Đây là nhiên liệu hay là kẹo đấy? Mùi thơm thơm, mùi kẹo cậu ơi. À, kẹo phi hành gia. Thế cái này của tớ nó không phải là súng rồi, mà đây là kẹo phi hành gia cậu ơi. Ăn kẹo này là có thể biến được thành chú phi hành gia đến lên trên cung trăng đúng không? À, thế thì tớ biết cách sử dụng cái kẹo này của cậu rồi. Hai cái gói kẹo mà người ta cho cậu riêng này này, cậu phải bóc nó ra như thế này. Không phải là cho vào mồm ăn luôn đâu, mà cậu biết là cho vào đâu không? Cho vào đâu? Cho lại vào trong cái... cái bình đấy à? Đúng rồi. Đấy, cho hết kẹo để cho đây. Cái ông phi hành gia ăn á? Không, là để cho mình ăn, nhưng nó là một trò chơi. Vừa chơi, vừa lấy kẹo để ăn được. Đấy, xong rồi, đóng lắp lại. Cái lắp đâu rồi? Đây, lắp đây. Đây, mình sẽ đóng lắp cái phi thuyền này lại. Ui chà, chắc thật đấy. Đấy, cái này chơi thế nào các bạn có biết không? Đấy. Sao nó nhảy lên được? Đây này, ở đây có nút bấm này cậu ơi. Nút khởi động phi thuyền. Đấy, làm thế nào để cho cái kẹo rơi vào trong cái giỏ của cái chú phi hành gia ở bên trong này này. Nó sẽ rơi xuống cái lỗ này và mình sẽ lấy kẹo ở đây. À, thì ra là vậy. Thế, ui, nhiều kẹo chưa? Mỗi lần được nhiều thế này á. Để tự ấn phát nữa nha. Chú phi hành gia ơi, cho cháu một cái kẹo nha. Xem cậu được mấy cái? Chả được cái nào cả. Anh ra ơi, cho cháu nhiều nhiều kẹo vào. À, được một viên cậu ơi. Thử ăn cái viên màu cam này xem nào. Vị như thế nào vậy cậu? Nó là kẹo đường cậu ơi, rắn rắn, ngọt ngọt. Ăn thêm cái viên màu xanh này. Màu xanh này là tớ thích màu xanh này. Ăn đều như nhau hết cậu ạ, đều là những cái viên đường ngọt ngọt. Nhưng mà cái này màu sắc đẹp đấy. Mà lại còn chơi được. Mỗi lần chơi á. Đấy, mỗi lần bấm cái nút này là kẹo sẽ nhảy lên chui vào cái giỏ của chú phi hành gia. Cũng khó phết đấy. Mỗi lần được ra có một viên này. Đấy, một viên màu vàng như này. Này phải bấm nhiều lần mới được cơ. Cứ tưởng là cái này không chơi được gì. Hóa ra cũng là một trò chơi thú vị phết đấy. Sao lại còn được ăn kẹo nữa chứ. Thế là cái phần thưởng của cậu còn hơn nhiều của tớ đấy. Tớ chỉ được mỗi cái súng phun nước, chỉ chơi được mà chả ăn được gì cả. Thôi không phải buồn, tớ nghĩ ra cách này. Tớ với cậu mỗi người chơi một lúc, sau đó một lúc sau chán thì lại đổi đồ chơi cho nhau chơi tiếp. Xong là hôm nào mình rảnh rỗi mình lại đi đến cái khu trò chơi đấy nữa để chơi thật nhiều trò chơi. Cứ mỗi lần chiến thắng là kiểu gì cũng sẽ được một món quà. Thích rồi là thích đấy.